suốt 30 năm trên cuộc đời này, tôi chưa bao giờ thấy những thanh niên ăn uống miệng như vậy. Nếu là anh em của tôi sao một phát đến nơi đến chốn ngay. Mười mấy 20 người anh đó nha. Mười mấy 20 người đó anh. Rồi. Happy birthday Chu Du Má Bắc. Happy birthday Chu. Happy birthday Chu Du. Hello, chào mừng các bạn đã đến với channel của Vinny Hùng. Thì hôm nay tại sao không có Vinny Hùng mà mình đọc lời mình giới thiệu, thì cũng nói luôn cho cả nhà luôn, clip này sẽ lên vào ngày sinh nhật của Vinny Hùng. Ngày sinh nhật nhưng mà không được ăn bánh kem mà được ăn một loại bánh rất là đặc biệt nha. Cái này clip này thì cũng nhiều bạn fan bạn đã yêu cầu mình tới tiệm Heo Quay Vịt Quay Đắc Hòa 2 để trải nghiệm một ổ bánh mì gọi là siêu khủng, khủng nhất từ trước tới giờ. Camera man có thể zoom lại ổ mì được không? Chưa. Thì bây giờ mình sẽ cùng qua để tìm hiểu tại sao quán lại có ý tưởng làm ổ mì to như vậy. Nhưng mà nói luôn trong clip này á, nếu một mình Hùng ăn chắc chắn sẽ không hết được. Nên mình và camera man lúc đầu sẽ tạo bất ngờ là bằng cách nói với Vinny Hùng là bắt Vinny Hùng ăn hết một mình hết một ổ bánh mì. Nhưng mà sau đó là sẽ vào trợ giúp cho Vinny Hùng nha, để cho thấm đượm tình anh em. Camera man xin giới thiệu, đây là cậu Thiên. Đó, bạn của mình nha. Dữ á. Địa chỉ có 3 tiệm nha cả nhà. Đây mình sẽ tới tiệm ở tiệm số 1 ở 102 tới 104 Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình. Rồi bây giờ vào quán nào. Chào anh. Chào em, thấy gì em? Em cũng có một cái bất ngờ nho nhỏ cho anh Vinny Hùng. Và được biết là bên quán mình cũng có xem kênh của tụi em đúng không ạ? Ok. Đó. Thì hôm nay anh cho em hỏi vài thông tin về cái này nha, cái này nha. Do cái mì khổng lồ của Đắc Hòa 2. Dạ. Sao mà mình có ý tưởng làm ổ bánh mì này vậy anh? Dạ, thưa anh, bà chủ em nói thì bà thay vì có mua hoa với chân thì bà sẽ mua ổ bánh mì. Nếu như người ta không mua thì bà chủ của em sẽ cuối ngày sẽ tặng. Cuối ngày là sẽ tặng anh? Cuối ngày sẽ cắt đôi, cắt ra nhỏ nhỏ quanh quanh, tặng mỗi người một quanh cho cái lò vịt cuối cùng. Dạ, yeah, dạ, yeah. Là ai mua cái mẻ vịt cuối là sẽ được tặng bánh mì, rồi, nếu là còn bánh mì. Dạ. Chủ yếu là bà chủ có thích là chân bánh mì cho độc lạ thôi. Oh. Cho cửa hàng mình được nổi lên. Dạ. Anh bánh mì là phụ thôi nha. Còn heo gà thì có đó các thứ là món chính. Bây giờ á, đây là heo sữa. Heo sữa. Hiện tại bây giờ đã có con 2 triệu. Dạ. Heo sữa mức giá của nó là từ 1.8 triệu đến 3 triệu. À, ở đây có cái giá nha. Nên cả nhà có thể xem và tham khảo giá. Đây quán rất là minh bạch để cho mọi người xem để chọn lựa. Nhớ ủng hộ kênh này và subscribe giùm anh nha các bạn. Thấy cái này hấp dẫn nè, thấy cái này hấp dẫn nè. Ồ. Đây là vịt quay của Đắc Hòa. Dạ. Anh mà mình quay tại đây luôn. Đúng rồi, lò quay đằng sau. Dạ dạ. Anh em có tìm hiểu á. Là em thấy được là không phải chỉ có một cơ sở ở đây mà mình còn thêm vài cơ sở nữa đúng không anh? Dạ, ở đây có 3 cửa hàng Âu Cơ, Tân Kỳ, Tân Quý, Vĩnh Lộc. Dạ. Có 3 cửa hàng. Nhưng mà đây là cửa hàng chính anh? Đúng rồi, đây là nơi sản xuất luôn. Dạ, dạ. Xong mình sẽ phân phối về các địa điểm kia. Dạ, đúng rồi. Dạ. Ngoài hai món này thì mình còn món nào khác không anh? Dạ, còn heo quay, heo miếng, pháo lấu, chấm miếng. Dạ. Rồi. Dạ. Cái này theo em là phá lấu đúng không anh? Dạ, phá lấu bao gồm lưỡi, bao tử, lỗ tai, lưỡi lưng, tất cả giá 4. Đó, cả nhà ơi, đây rất là nhiều món hấp dẫn cho cả nhà chọn nha. Đây, cái miếng heo quay để quay cận cho cả nhà nè. Thịt rất nhiều, mỡ thì ít lắm nha. Đặc biệt là cái lớp da chắc sẽ rất giòn. Em thấy ở đây có bán thêm một cái rất đặc biệt. Đây là làm vịt một bịch như là nửa ký 190. Một bịch này á dân nữa ký thì nhậu khoảng mấy tay là bí tỷ. tùy đô hả anh, chắc uống nước ngọt thôi chứ nhậu gì đúng không? Không, anh uống rượu chết. Anh ngoài cái mặt hàng đó bỏ bên đây mình có nước chấm đó nha mấy bạn ơi. Ủa, nước chấm anh là có loại nào anh ạ? Em một chai này thì khoảng bao nhiêu vậy anh hả? Một chai này là 70.
70, cái này 70 luôn. Dạ. Còn cái hũ này là 45. Dạ. Còn cái này là 50. Có chữ lạnh rồi. Ngày sau các bạn nhớ ghé đặt quà hai ủng hộ cho tôi. Dạ dạ ok. Và đừng quên subscribe cho này. Kênh Quân Đi Hùng anh ơi. Rồi bây giờ mình quay lại với ổ bánh mì nhanh. Dạ. Rồi cả nhà thấy không nè, so so với cái mình bánh. Cái mình bánh luôn. Dạ. Ổ bánh mì bao nhiêu vậy? Ổ này là 100 các bạn. Có 100 ngàn thôi. Nếu mà em mua ổ này, em cắt ra, em nhét nguyên con bịch vô chắc cũng vừa quá. Không, phải nhét con heo sữa cho nó vừa. Đây con heo sữa nè. Dạ. Bắt thấy heo luôn. Thì em cho em tiền. Bánh mì này là tặng cho anh. Ủa? Tặng vậy thì có lỗ cho quán không? Không đâu, tại vì bà chủ yếu làm để mà chưng mà à. Để cho xe chạy ngang để đọc lại nhìn thấy mà ổ bánh mì đó. Cho nên quán cũng xem kênh của anh nhiều cho nên thôi tặng bà chủ đã dặn từ đầu là đã tặng cho. Nếu mà em nhận cái này em cũng thấy ai nấy quá. Và có tặng thêm theo quay cho anh Hùng nữa. Đó. Không chủ còn mới chủ không tặng gì nữa. Em không có lời gì ngoài lời cảm ơn gửi tới quán. Thì thôi, quán có cái nhiệt tình như vậy. Thì ở đây còn mỗi mì á. Anh mua luôn. Em sẽ mua luôn. Okay. Coi như là lấy vía luôn cho quán nha. Đó. Là một ổ mình được quán tặng. Một ổ mình sẽ mua lại để lấy vía cho quán nha. Đây. Mua một ổ, tặng một ổ. Rồi đây nha. Ở nhà có muốn mua bánh mì chứ? 102, 102 cho ông chơi nha. Đó nghe, Đắc Hòa 2, 102, 104, ông cơ, ủng hộ nha. Bây giờ mình sẽ thêm phần nhân cho bánh mì nha. Nhưng mình sẽ mang bất ngờ mang ổ bánh mì tới cho ông anh ở lò bán bánh mì ở gần nhà mình nè. Đẹp quá nè, anh đã chuẩn bị sẵn đồ để bán buổi chiều. Đó. Anh, ổ này được không? Được. Lần đầu tiên mới thấy. Lần đầu tiên mới thấy luôn đúng không? Anh lấy cho em khẩu phần là 10 phần thịt của bánh mì thường đi. Anh trước giờ anh có làm ổ bánh mì siêu to này chưa? Chưa bao giờ thấy luôn. Chưa bao giờ thấy luôn. Nè phải có con dao này là chuyên cắt bánh mì nè. Mình cắt nó mới không có bị dẹp cái bánh mì. Nhưng mà con dao anh cắt lúc dao luôn vẫn chưa hết ổ bánh mì. Đó. Suốt cả 30 năm trên cuộc đời này tôi chưa bao giờ thấy những thanh niên ăn bánh mì như vậy. Nếu là đây của tôi xong một phát đến đây đến chốn ngay. Mười mấy hai chục người anh đó nha. Mười mấy hai chục người anh. Nói ra hai người anh. Hai người ăn anh có tin không? Không tin được. Không tin được rồi. Chết phải tài cũng mệt á. Thôi. Đó. Đó. Cắt hết mầm tịnh quá. Đó không anh? Không hết được. Không hết được đúng không? Cứ làm đúng khẩu phần cho em nha. Đúng khẩu phần. Kiểu như là các hàng học sinh ở trong trường đó thì đang sắp hàng để chào cờ nữa. Chả nó kìa. Trời ơi. Anh cắt thịt mà là cắt máy đúng không anh? Cắt máy. Đúng không đều. Cắt bánh mì của anh thì tới số mấy anh? Số 6, số 7 độc lập. Số 6, số 7 độc lập. Ở ngay nhà thờ Tân Phú nha. Trời ơi. Võ xưa dạy lắm. Võ anh. Mày võ anh. Thầy em dạy ở Phan Bội Châu nè. À. Rồi, ok. Rau vô. Rồi, bây giờ mình sẽ đậy lại và mình mang tới phần quan trọng nhất. Đó là phần ghi chữ chúc mừng sinh nhật lên. Đây là quá trình bỏ xi lạnh mang ổ bánh mì để qua cho tiệm bánh kem để ghi chúc mừng sinh nhật. Sáng mình có nói với chị rồi. Chị ghi cho chị. Chị sẽ làm một cái món cắn cho nó chỉ bị đỏ lên. Tới bánh mì Thiên Lộc, bánh kem Thiên Lộc ghi giùm mình, trang trí giùm mình nha. Thì bạn nào mà thích ăn bánh kem cũng như là khoai mì nướng nè, bánh tay xô này kia nè, có thể đến với bánh kem Thiên Lộc để ủng hộ nha. Oreo Oled B
bây giờ mình sẽ tới quán của ông anh nha. Ông anh tên Cường. Nhờ anh Cường anh cho mượn một cái vị trí để quay clip, cũng như là đưa cho mấy bạn nhân viên á cái ly để làm một cái ly nước to lên để mình ăn kèm với cái ổ bánh mì này. Mình setup sẵn á cậu Thiên, là chỉ để một cái bánh kem này thôi, kiểu như mình làm lố á cho thanh niên hù thanh niên này nói là bất ngờ này nọ, nhưng mà tới thấy có cái bánh kem này nè sẽ quay cái biểu hiện hụt hẫng của thanh niên. One week later. Đây mình sẽ phục kích ở đây, thanh niên đang đi lên nè, đúng không? À, thanh niên thấy mình rồi. À. À. À, bữa giờ là Tân Cửu Hùng làm rất là nhiều món ăn siêu và khổng lồ, nên là hôm nay đặc biệt là mình dành cái bánh kem siêu nhỏ đó dành cho Tân Cửu Hùng. Clip này chắc kết thúc nhanh á. Nhanh á, cái này em đi nhớ hả? Đây là Lộc, anh mua cái điện thoại của em. Thì cái anh cũng hẹn em ra thì em cũng nghi rồi. Nhưng mà em rất là vui. Thì không phải là những cái thử thách như lần trước em mới gọi cho. Ok. Rồi, nhưng mà thôi, bây giờ mình khui ra đi. Khui ra. Ướt cái đi. Rồi, đó. Ướt đúng không? Nhắm mắt nha. Rồi, nhắm mắt ướt đi. Chừng nào anh kêu mở mắt mới mở nha. Rồi nhắm mắt, ướt. Rồi chưa mở mắt nha. Đau bẹp cũng nhiều lắm à. Rồi em ướt 365 ngày em ướt chục điều cũng được. Sao hết. Ở đây quán nước mà anh tính làm gì vậy? Đó. Rồi phải. Bánh này chắc em ăn trong một nốt nhạc của Hùng ơi. Rồi. Happy birthday to you. Mở mắt. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Bánh kem nhỏ nhưng mà bánh mì bự, đúng không? Không biết nói gì hơn. Rất là cảm ơn Võ Sư Lộc và anh Thiên, bạn thân Võ Sư Lộc đã tạo cái bất ngờ này cho mình. Bây giờ châm lửa chính thức lần 2. Coi chừng cái bánh kem nhỏ nha. Món quà quá là bất ngờ. Thôi 27 năm lần đầu tiên cuộc đời có một món quà. Rồi em rinh lên. Em rinh lên anh chụp luôn nè. Rồi lên nha. Rồi chuẩn bị. 1, 2, 3. Ồ quá hay, vỗ tay thiệt. 27 năm. Ôi. Cả nhà thấy bên trong chưa? Cả nhà thấy rồi. Lúc mà làm có quay cho cả em nhà chưa rồi. Thấy á. Em cũng không biết phải bắt đầu ăn. Phanh hồng lớn. Ồ áo không? Con đã lên lời luôn rồi. Mới đầu em chỉ nghĩ là anh có một cái bàn để thập cộng những cái món ăn hoặc là cái tô trắng mà anh chuẩn bị, anh nấu sẵn bún bò hay phở gì đó trong đó rồi anh đem ra thôi. Còn cái trường hợp này thì em chưa dự đoán tới rồi. Nói chung hôm nay cái ổ này chắc chắn mình ăn không nào hết rồi. Mà mình sẽ cố gắng mình ăn hết sức có thể. Mình sẽ ăn cùng với lại anh Thiên và lát nữa có một sống chút nữa. Nói giỡn á. Chứ bây giờ là ba anh em mình thay ca. Thay ca. Ai mệt thì mình ra quay phim. Đó. Ui. Ok, bài ráng hết luôn không? Đúng rồi. Rồi, dứt luôn. Nên làm sao cho cái clip ngày hôm nay nó đặc sắc ha. Cũng như là kết thúc rồi. Nó có hậu. Rồi ok. Nhưng mà em là trụ từ đầu tới cuối á, hôm nay sinh nhật của em mà. Đúng không? Rồi. Ok không? Ok. Ok mà mặt em kiểu okay. Như buồn buồn quá. Ok. Ok á. Yeah. Đây nè em cắt, đây cái em cắt đôi là được cho hai người. Hay là một người quốc nguyên cái này luôn cho lẹ. Nhưng bao tử sẽ không thích chuyện này. Em mời Lão Thiên trước đi. Lão Đại. Rồi. Thiên dở cái phần đó ra của Thiên rồi có gì Thiên? Mình cắt tiếp nè. Hình như là bánh mì không quá. Lại cái kính lão. Để em ăn cái đó cho. Thôi vợ chứ. Lão Thiên. Lấy thịt bên đây bỏ qua. Mấy nồi. Nhớ bây giờ anh Thiên là đồng đội của em đó nha. Em biết rồi, em cũng có tình mà anh Thiên à. Tôi ý thôi. Rồi. Dày quá.
cắt cái này á Hùng, nó lợi thế là gì biết không? Nó sẽ rã bớt những cái vụn. Oh. Ồ, dưa leo hơi ít đồ ăn và hơi nhiều bánh mì. Ok hết, anh cứ alo em nha. Hết thì anh sẽ thì thầm hỏi nhỏ. Mình rửa tay sạch sẽ rồi nha, cho nên xin phép cả nhà cái video này phải ăn bóc chứ không thể nào mà quất. Chung anh em review thử cái nước coi, nhấp nhấp miếng nước vô cho nó thanh giọng coi. À, anh uống trước đi. Uống giống như uống rượu cần vậy á. Này là soda. Ờ. Uống soda nó cho tiêu. Nhưng mà anh em chia sẻ cho em cái hành trình mình làm bánh mì này được không? Chia sẻ nè. Cái bánh mì này là của tiệm bánh quay Đức Hòa. Ừ. Đắc Hòa. Đắc Hòa, Đắc Hòa. Làm chủ yếu là bánh mì này là khi mà quán làm ra chủ yếu là để quảng cáo thôi. Rồi có một điểm nhấn đặt hai bánh mì rất là lớn. Ờ. Đặt trước cửa luôn trên quầy á. Nhắn cho khách đi quay lại á. Dạ. Thấy cái bánh mì. Nhưng mà có những người á, người ta đặt cho cả gia đình người ta ăn luôn. Đặt cho cả gia đình người ta ăn. Còn có những người á thì người ta muốn thử thách lẫn nhau á, người ta mua về. Cũng như là có những YouTuber Hùng lại review về cái ổ bánh mì siêu khủng như vậy. Nhưng mà chưa có YouTuber nào review và ăn hết cái ổ bánh mì này. Nên mình mong là qua cái clip này thì ba anh em mình sẽ cố gắng để vừa review chân thật nhất và vừa thử thách hết ổ bánh mì này luôn. Sẽ cố gắng. Ok. Một lần nữa nha, đây là bạn thân của mình nha cả nhà. Anh Thiên á, xuất hiện trong clip bún bò nè. Rồi clip bánh tét. Bánh tét. Chợ Tân Định nữa. Chợ Tân Định nữa. Đúng rồi. Đó. Bạn nào cả nhà thấy Thiên có thua dễ thương cũng như là đang độc thân á thì cả nhà cho Thiên một vote nha. Lấy nồi. Liên hệ anh em mình. Rồi anh em cho nhận xét nè, bánh mì này còn giữ được độ giòn không? Bánh mì còn giữ được giòn mà nó hơi dai luôn anh. Cắn ra nó hơi dai không? Bánh mì này rất là mới. Em biết không, hồi sáng anh liên hệ với bánh mì để quay á, là cô chủ á nói là thôi không quay ổ bánh mì kia, bánh mì đó làm lúc sáng. Cô chủ đặt cho mình hai ổ bánh mì mới làm luôn. Ồ. Để mình quay clip này. Bình tĩnh quá ha. Và cô chủ tặng cho riêng em một ổ bánh mì. Sao? Kèm theo một phần heo quay. Có luôn hả? Có luôn. Cảm ơn cô chủ nha. Nếu có clip này thì bên em xin gửi lời chân thành cảm ơn đến cô chủ. Cô chủ có con gái xinh lắm. Và anh cũng phải cảm ơn cô chủ đi. À, cảm ơn mẹ nha. Cảm ơn cô chủ nha. Ở đây có cái bạch tê mình thích ăn lắm nè cả nhà. Xem ra 10 phần bánh mì này, cái bạch ổ bánh mì này nè, 10 phần ăn không đủ. Anh thấy không? Bây giờ anh đang ăn hết đồ ăn nè mà còn bánh mì. Mình lại phải lấy hai chiếc tay, lát nữa là còn bánh mì ăn không khăn á. Không, bánh mì không thì mình có thể xin thêm sữa đặc. Nước tô. À, chấm sữa đặc. Đúng được. Đó. Còn là chấm với nước này. No, God, please, no, no. Một hai này đang dợp. Mấy thanh niên này đang làm gì vậy? Đang bên đây nè. Kem á, bơ nè. Kiểu như á nha. Có cái lớp mayonnaise nó béo nè. Rồi cái đằng sau có cái lớp kem nó ngọt nữa. Rồi ăn. Sao cái vị sao? Vị nó nè. Mình hơi chỗ nó bánh kem. Đó, cái mỏ nè, thấy không? Cái mỏ không? Chứ thì nhân clip này á cũng cảm ơn tất cả 210,000 con tim đúng không? Nó. Ồ. Rồi cảm ơn. Trời Thiên tâm lý quá. Nhân clip này cảm ơn 210,000 con tim luôn ủng hộ cho anh em tụi mình. Ngày mai là 216 á. Đúng rồi, ngày mai đó 216 nè. Cố gắng lên. Cố gắng lên nào cả nhà ơi. Nếu cả nhà thấy được cái động lực từ clip này á là một cái động lực to lớn. Cũng như là anh em mình đã chịu chơi một cái vố này thì anh em cũng như là cả nhà đừng ngại vote nha. Một like, một sub. Ủng hộ anh em mình nha. Ok. Clip này á Hùng, anh bật mí nha. Ngoài anh Thiên á, anh còn rủ Tài Xuyết á. Mà tại mai Tài bận đột xuất á, nên Tài không có thể có mặt ở đây. Nếu mà có Tài là anh em mình đã nhẹ nhõm đi phần nào rồi. Nhưng mà không có Tài thì đúng là một thử thách thật sự là căng ha. Đó. Hãy cảm ơn Tài đi Hùng. Không phải cảm ơn đâu anh. Gì? Mà là hẹn ngày để thăm ngàn á.
ý là hãy cảm ơn ở clip này và thăm nhà ở clip sau. Đúng rồi, đó, tài xích chờ nha. Tin đợi. Bây giờ mình đã gấp lại giống như một bánh mì. Ê, nhìn giống cây bắp quá à, giống cây bắp quá à. Nhìn giống cậu thi khô khan quá à. Lấy hành ăn nè, có mấy miếng nè. Lấy hành ăn nè. Mình đi định không tự. Cậu thi dùng từ lụm nghe nó dơ dơ sao. Mình lấy thêm. Có từ là lướt. Mình đi lướt topping. Hay á. Vô. Sinh nhật chúc Hùng không có nhiều không có gì hơn. Thì chúc Hùng luôn luôn may mắn. Đi qua clip thì ăn nhiều, ăn hết. À. Không bị bị dội. Không bị ứ hừ. Thôi bà làm vui rồi. Chúc bà xã với mấy yêu của Hùng làm khỏe mạnh. Đi và ăn một chống lớn. Dạ. Cảm ơn. Ăn gì ta? Ăn nhanh chống lớn chứ. Ăn mau chống lớn cũng được. Ăn mau chống lớn. Nhanh hay mau cũng vậy mà. Nhưng mà các bạn nhìn kỹ mặt cậu Thiên nha, sẽ thấy giống một nhân vật á. Hùng Huy quần hoa. Huy quần hoa. TikTok. TikToker cũng như là một YouTuber luôn á. Giờ các bạn search Huy quần hoa nha, mình để mặt Huy quần hoa dưới góc này nè. Cái bánh mì Đắc Hòa nè. Họ rất là có cái tay nghề trong việc làm bánh mì. Tại vì cái bánh mì càng to sẽ càng khó làm. Tiêu biểu và là cho cái một cái bánh mì mình cũng đã ăn rồi, cũng có kích thước bự á. À, đúng rồi, đúng rồi. Bánh mì than. Bánh mì than chắc bằng nửa bánh mì than. Nửa à. Bánh mì than tre á cả nhà, bên chỗ anh Hiếu á. Tại vì nếu mà anh làm như vậy á là nhiều khi cái bột nó không vừa ý mình nữa. Hoặc em bị phải qua nhiều. Nhiều lần họ làm không mấy thành công. Em biết là anh mà nhân viên á, anh tâm sự á, nếu một ngày á bán không hết hoặc là không ai mua á, thì cái người cuối cùng mà mua bịch mua kia thì quán sẽ cắt nhỏ cái bánh mì ra tặng cho người ta. À. Để chứ không để bánh mì đó mà bán qua ngày. Dạ. Bánh mì để qua ngày sao ngon. Đúng rồi. À. Quá to. Em biết ai gợi ý anh ăn bánh mì đâu? Một bạn cũng là fan cứng của mình ở quận 10. Mạnh Hằng nhé. Hằng xem được clip này mà không chúc mừng sinh nhật anh Hùng thì lần sau anh Hùng không có cho lên sóng đâu nha. Hơi giỡn chứ Hằng giới thiệu cho mình cái tiệm bánh mì này nha. Đó. Cảm ơn Hằng nha. Nhưng mà anh cũng hơi hơi buồn á. Sao vậy? Giờ anh thấy hơi mỏi miệng á. Mà bánh mì còn thấy nhiều quá. Đáng ra Hằng phải giới thiệu ngay trước ngày 3 tháng 11 thì nó đỡ rồi. Rồi hết này là mệt á. Lên bột không luôn, ăn xong người phồng lên luôn. Thiên ơi, cái đó cái đậu bánh mì á, thường bánh mì biu biu á, người ta không ăn cái đậu. Nên thôi mình bỏ đậu đi thì. Còn mình ăn tiếp trong cái phần trong thì mới lấy phần trong đi anh. Em nói ví dụ đi, bây giờ mà em ăn từ đây cho tới đây, em ăn được á. Được không? Còn mình em. Hay ha. Hay chứ. Ok. Vậy mới gọi là thử thách cái phần đi Hùng chứ. Thôi vậy anh quay phim từ đầu tới cuối cho. Ê, không được đâu. Sao vậy? Chỉ là ở Xí Lộc á, chỉ lâu á cũng không có tập luyện võ, nên là mình đứng thời gian sẽ mỏi chân. Đúng rồi. Nên là mình quyết định là mình sẽ giúp ở Xí Lộc là sẽ quay giùm. Sẽ quay giùm. Ý là ăn hết cái này xong rồi quay giùm hay sao? Không, anh vô ăn cái này đúng không? Anh Lộc ăn cái này đúng không? Thôi anh biết là khi nào à. Nó phải vậy chứ. Khi nào mình thấy mình thấy bỏ Xí Lộc bỏ chân á, rung chân á, mình sẽ ra chơi chung với Xí Lộc. Chứ mình chắc lắm, chứ mình đang trụ tấn nè, chắc lắm. Rồi mình sẽ ăn hết phần này nha. Để mình lấy thêm đồ ăn qua cho thầy Lộc. Không cần đâu. Em làm anh biết sao khi mà em ăn cái phần giữa sẽ có nhiều bạn nói là ở giữa nó rất là nhiều nhân. Ok. Kêu ăn sao mà không chừa cho bộ Xí Lộc này kia đó. Rồi. Hay là anh muốn ăn cái này? Không anh ăn cái phần mình phải á. Ồ. Vậy là anh Thi phải ăn hết cái này hả? Hay là giờ thôi, anh Thi ăn nữa thôi. Còn anh Lộc ăn thế này. Cố gắng. Ừ.
chơi. Tiền nếu mà ăn hết được thì ăn, còn không được thì cứ đập tay cho mình. Khi mà kêu mình bịt mắt vào và đợi là mình đã bắt đầu thấy nghi ngờ. Đây không như là mơ. Cho đến khi và cái tay mình lúc mà đang chạm bánh kem đây á và bị rời đi á, thì mình biết là đã thấy thấy một cái gì đó rồi. Và mở mắt ra, ô thật bất ngờ. Một thế giới như thơ như mơ như ly kem mơ, ôi thật bất ngờ. Nhân đây đi Hùng ơi, hãy chúc mừng cho quán quân Rap Việt bằng một bài rap đi Hùng. Quán quân gì? Với chắc chắc được quán quân Rap Việt là một người Tân Phú, đã từng là một người dân Tân Phú. Hùng phải làm một bài rap đi nè. Ủa anh Thiên Hoàng, cứ đọc rap mà. Anh Thiên cũng muốn nghe kìa. Ủa sao? Cách rap coi chị. Đúng rồi, cái thần thái á. Chẳng lẽ tình cảm suốt mấy năm qua lại có thể mất trắng ô bao nhiêu câu ca là chưa biết ngồi lại và để mà từng ngày đặt cái bút viết rồi lại xóa để lên hết được tất cả tình cảm thiết tha để nghe được những tiếng mật ngọt lời hoa sự đợi tin nước mắt xót xa nhìn ai bên người ta vai kề vai bên người ta tay cầm tay tiếng người nói bay xa chỉ cần bày những tung cánh ngân nga hót vang như một đôi chim thiên nga rót cạn trên đôi con tim băng giá có lẽ vì tôi đã chấp mang một tình cảm quá sâu nặng cho nàng người ơi có biết khi mà em đã đi mà không một chút luyến tiếc khi mà tình phải ly và em đã nhẫn tâm giết một trái tim mà bây giờ đã không còn tha thiết vậy thì anh đã biết nhưng thiết vẫn nghĩ là em sẽ chịu chút gì đó cho anh dễ làm và thật nho nhỏ trong em nhìn như em là quá khó bởi vì trong tim em đó đã không có bóng mây đó như là mây gió cũng mà đi chỉ còn muốn ở lại đó mà ở lại đó chỉ để đến một ngày mây quay về và em đi và thời gian đã làm lạnh tận đáy lòng của trái sinh tình ngày ấy và em đã thấy luôn một cái sóng mẫu cần đến mây xong rồi chạy như là anh đã đổi thay và rồi đến một ngày em không chịu vẫn vui thì một lần nữa hỏi tại sao em lại quay về. Ôi dài cứu dài luôn. Ừ, hay quá. Hay luôn. Hay quá. Không biết chỉ nào luôn. Ừ. Cô mình bảo dằn nhằn của mình. Đừng biết rồi. Xin thanh niên chi dơ. Ngày xưa khi mà còn học cấp 2 á là thanh niên lọc có chơi những trò rất là siêu dơ và siêu bựa. Ồ rồi. Hôm nay gặp đúng ngay bạn thân có những của trò Lộc. Có những trò mà các bạn không thể tưởng tượng ra được. Thế nên Lộc khuyên các bạn bè là khi đó trời rất là nóng nên là các bạn nên cởi đồ ra và đứng trước quạt cái chuồng ấy nha, ý thì là cái chuồng đó và đối các bạn chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thế nên Lộc đã khuyên mọi người là rút thằng em vô cái quạt. Thế nên bá đạo luôn. Rất là mạnh mẽ. Thế nên tính hết rồi. Tính hết rồi. Tính bớt hết đi rồi. Bớt đi phần nào hay phần đó. Không phải vậy thôi. Bây giờ có một liều em sẽ ước gì. Nếu mà xóa được các liều này em ước. Em muốn á, là khi mà em thấy anh đứng núp ở đây quay đó là em sẽ làm đơn đi luôn. Đúng không? Quay giữ nguyên, giữ nguyên. Đó. Thấy cái xe tới thì anh em mình cũng thấy phấn chấn lên. Thấy phấn chấn á. Không, không á. Phải làm sao được đỡ lên xe. Có thêm động lực. Phải mà mình chưa ăn cái gì á thì cái này hết cái một. Bây giờ là đang tới Wow. Rồi.
mời cả nhà. Chọn cho các bạn rồi mình nhận xét luôn. Đợi nó dơ quá. Ok. Sau khi dọn dẹp xong bàn và nước thì mình chỉ còn có 3 ly thôi. Hôm nay là ngày 15 tháng 11 cả nhà. Cũng may là ngày 15 á, chứ nếu mà ngày mai ngày sinh của mình á, mình có những cái buổi tiệc á, sau khi thử thách này về là mình không thể nào làm được gì nữa. Tại vì quá nhiều. Lần đầu tiên mình nạp số lượng lớn bánh mì như vậy thì mình cũng rất là cảm ơn Võ Sư Lộc và bạn thân Võ Sư Lộc, đó là anh Thiên, đã phối hợp với nhau tạo ra một cái thử thách cho ngày hôm nay. Đây phải nói là một cái clip rất công phu, từ cái khâu chuẩn bị cho tới cái khâu ăn uống, phải là một cái phải có công phu lắm ăn hết được cái bánh mì, phải không cả nhà? Đây quá nhiều. Là một kênh YouTube đầu tiên đã thực hiện ăn hết cái ổ bánh mì đó. Xin nói với cả nhà là tụi mình không có cắt ghép từ đầu tới cuối, nhìn cái độ ngu trên khuôn mặt thì sự cố gắng của đẹp như thế nào rồi. Clip là đăng vào ngày 16 tháng 11 á, nhân ngày sinh nhật của Vinh Hùng, thì thay mặt ra tất cả các fan cũng như là những người yêu quý kênh Vinh Hùng gần xa gửi tới lời chúc của mình tới Hùng nha, thì chúc cho em năm mới thành công hơn về công việc YouTube, cũng như là kiếm được nhiều sub, cũng như là cái clip á để có những cái nhiều view đó. Còn về gia đình thì sẽ luôn là đầu tàu của gia đình nhỏ cũng như gia đình lớn của mình, để mang tới những cái niềm hạnh phúc vừa cho gia đình cũng như là vừa cho những người xung quanh. Anh Lộc thì như là một người người huynh đệ của mình đó cả nhà, học võ chung, và cho tới hôm nay thì hai anh em cũng quen biết nhau được 10 năm rồi đó, tầm 10 năm rồi, thì cũng hiểu tính nhau lắm, cho nên khi mình làm việc chung Võ Sư Lộc á, mình rất là thoải mái về đầu óc, không có nặng nề gì hết, và anh Lộc hỗ trợ mình rất là nhiệt tình, không phải chỉ với cái clip này không mà những clip khác cũng vậy, đi ăn uống hay đi bất cứ đâu thì anh Lộc cũng đa số là đưa ra cái ý tưởng để mà có quán quay. Và hôm nay nữa là một những ý tưởng mà bao mà không thể nào mà mình ngờ trước được đó, nên cũng cảm ơn Võ Sư Lộc và hy vọng là anh em mình sẽ tiếp tục phấn đấu để mà gửi đến khán giả những cái clip hay nhất trong thời gian sắp tới nha cả nhà. Thì anh em mình có một cái fanpage trên Facebook như mọi người yêu mến, như là muốn cập nhật các sự kiện hay quá, mini game hay event, nghĩa là để anh mày đồng hộ kênh mình nha. Link mình sẽ đâu phần mô tả, mọi người hãy đăng ký luôn cho cái kênh Funny Hùng Vlog, đừng quên TikTok của Võ Sư Lộc và Funny Hùng 116 để theo dõi các động hàng ngày trong cuộc sống của anh em mình. Và sắp tới nếu như các bạn có bất cứ thách nào, đây là bình luận với comment, mình sẽ xem xét và đưa những bình luận phù hợp nhất để làm tiếp cho cả nhà cùng mình thức nha. Ok, xin chào các bạn.